và rất hiếm có những đưa loa nào mà nó lại vừa đáp ứng được rất nhiều các cái thể loại nhạc, vừa công suất lớn lại vừa cho cái chất lượng âm thanh cực kỳ ngọt ngào như vừa rồi. Thì đây là một bộ combo em đang ghép và gửi cho anh Linh. Rất là cảm ơn anh Linh đã yêu mến và ủng hộ cho Hoàng Long buổi dàn cao kỳ ngày hôm nay. Anh em chúng em đang setup một bộ dàn combo cao cấp cho anh Linh ở Quảng Ngãi. Cái bộ của anh Linh thì sẽ gồm cả các thiết bị đồng bộ và phối hợp với nhau thì rất là an ý và đơn giản, dễ sử dụng các bạn nhé. Ngày xưa thì chúng ta thường thấy là đẩy rời vang rời nâng tiếng hay là một chồng các thiết bị rất là rườm rà cồng kềnh khó sử dụng. Thì bây giờ chúng ta chỉ thấy có một duy nhất một cục đẩy nền vang D50S ở đây. Đúng không ạ? Đây là một trái tim của cả một cái hệ thống karaoke ngày hôm nay. Nói tự em sẽ giới thiệu chi tiết rồi các bạn. Và trong đi kèm trong cái bộ này, bộ này của anh Linh thì sẽ gồm một cái đôi loa cũng rất là bạo lực và cao cấp. Nó có thể chơi được rất nhiều các thể loại nhạc. Đây là e-căng của nó các bạn nhé. Đấy, một cái e-căng xuyên suốt từ trên xuống dưới. Và khi tháo e-căng ra chúng ta sẽ thấy được là nó sử dụng là 2 bát 25. Bát rất là uy lực. Cái phiên bản này đánh công suất lên tới tận 700W. Và hai lỗ thông hơi phía dưới. Bốn loa chung và một loa, bốn loa chép và một loa chung. Đấy, chúng ta cùng thấy được là với thiết kế này thì nó có thể dội hết tất cả âm hưởng, tất cái gì là hay nhất nó sẽ thổi về phía trước, và chúng ta ngồi về phía trước là chúng ta sẽ được nó trọn vẹn cái tinh túy của những đô la như này. Ở đây thì kỹ sư Khanh đang setup cho anh Linh căn chỉnh làm sao cho thật là hay. Với đô la này thiết kế vỏ gỗ các bạn nhé, vỏ gỗ này ở phía dưới có chân, hệ thống chân đỡ để làm cho cái đô la nó thêm phần sang trọng hơn, cũng như là khi mà đánh ở cái cường độ cao nó sẽ không bị xê dịch vì đây là chân cao su, triệt tiêu âm sắc. Cũng một cái rất là hay đó là cái dòng loa này nó thiết kế để nó đánh ở chế độ bay wire, tức là khi mà chúng ta tháo cái lá đồng đi ra thì hai cái cọc ở dưới đó là hai đánh cho nó bát và hai cọc ở trên thì nó đánh cho nó chung và nó chép. Thế là chơi ở chế độ stereo, chế độ high end chuyên nghiệp ấy. Còn với thông thường anh em chơi trong gia đình thì chúng ta cứ đấu bình thường như này là được các bạn nhé. Đấy, trở kháng của nó sẽ là 4 ohm. Đây, model 1000 SF 1500. Và ở đây thì em đang ghép với một chiếc loa siêu trầm phiên bản 560p nữa, cũng cùng màu gỗ so với cái màu của loa. Đây vì đây nó là đồng bộ nó với nhau. Phiên bản này công suất lên tới 700W và đánh rất là sâu, dày, tiếng rất là lực, và cũng thiết kế cũng chân tương tự như là SF 1500. Phiên bản này chạy máy Class D các bạn nhé, nó sẽ không có lưới tản nhiệt đâu, cả cái mảng này sẽ là cái lưới tản nhiệt. Thì Class D nó sẽ không nóng. Đấy. Đây là tăng giảm âm lượng của trầm này, đây là các tần số này. Đấy. Rồi. Công tắc đảo pha và bật tắt chế độ trầm. Nó có thể đánh ở chế độ như là một loa bass thông thường. Và khi gạt lên trên thì nó sẽ đánh ở chế độ trầm, tức là nó sẽ không còn tiếng lời nữa. Và trên này thì em đang ghép vào một cặp mic Shure. Đấy. Và xin mời các bác và anh em cùng nghe thử cái chất âm bộ dàn cao kê ngày hôm nay qua một cái phần nhạc có lời trước đã các bạn nhé. Để chúng ta cùng nghe xem là cái khả năng thể hiện khi mà chúng ta nghe nhạc nó sẽ như nào. Đấy. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức nhá. Anh cho to nhạc lên tí. Anh cho to lên tí. Anh ơi em mời anh về thăm quê hương em Hà Tĩnh, sông La và Hồng Lĩnh nhiều bước chân người đi. Anh ơi em mời anh về bên sông lá xanh mát, thiên cầm nghe biển gọi nhìn chiến tàu. Vâng, vừa rồi thì các bác có thể thấy một đoạn ngắn thôi, nhưng mà chúng ta thấy được cái lời ca tiếng hát rất là ấm áp đúng không ạ? Rất là chi tiết và rất là ngọt ngào. Và sẽ chuyển sang một đoạn nhạc không lời các bác cùng nghe nhé. Hiện tại thì chưa chỉnh gì cả các bác nhé.
ngắn thôi để cho các bạn và anh em cảm nhận được cái sơ đồ bộ dàn cao kia ngày hôm nay. Và rất hiếm có những đưa loa nào mà nó lại vừa đáp ứng được rất nhiều các cái thể loại nhạc, vừa công suất lớn nó lại vừa cho cái chất lượng âm thanh cực kỳ ngọt ngào như vừa rồi. Thì đây là một bộ combo em đang ghép và gửi cho anh Linh. Rất là cảm ơn anh Linh đã yêu mến và ủng hộ cho Hoàng Long bộ dàn cao kia ngày hôm nay. Và nếu như các bạn và anh em có nhu cầu muốn mua sắm những bộ dàn tương tự như của anh Linh, vâng, thì có thể gọi điện trực tiếp cho hai số máy hotline của chúng em ở trên màn hình, 0975386726 hoặc 0963866222.